Đấy, em có cặp này, bán cặp này với cưa 25cc nha, rất là gọn luôn á, nhỏ mà rất là gọn, công tắc cho lá. Cái này là hàng xuất Nhật nha mọi người, hàng xuất Nhật nha chứ không phải hàng hai con luôn nè. Này cái đầu mà nó tụt, dây giật nó tụt ra đó. Này chỉ thiếu lam xích thôi. Kéo con này thử. Ui hơi, hơi quá tốt luôn mọi người. Lam đẹp ghê, ngắn gọn, xúc tích. Này à, chỉ cần chỉ ngắn trên cao thôi, cực kỳ gọn, nhẹ nhàng, tình cảm. Bồ đèn thu ra. Rồi, cặp này để cho mọi người. Hai con bán cả hai luôn nha. À, 1,3 triệu nha. Này 1,3 triệu nha mọi người. Hai con bán 1,3 triệu luôn nha. Cho cái bao lam này thôi, tính đi theo luôn. Bao lam trước mắt người ta. 1,3 triệu cả hai con luôn nha, không bao ship, chưa dọn nha. Cái này thì chắc chắn là dọn lên được một con rồi, con này về mở cái dây giật và kiểm tra. Thường mà cái dòng này nó ít chết lắm ha. Không hiểu vì sao cái này nó còn màu xanh nữa nè, màu tím nữa nè, nó về nó ít chết lắm. Về mấy con này thường thường nó đổ xăng là nổ không à. Máy là chưa dọn nha, về sao nó vậy không bao hết. 1,3 triệu nha, không bao ship.